trường tiểu học thị trấn Chờ, Tiên Phong, Bắc Ninh. Các học sinh tan học, hình ảnh các em tan học này, đi học về được bố mẹ ông bà đưa đón, và sau khi ra khỏi cổng trường thì sẽ rẽ vào cái đường Nguyễn Đỗ của Nguyễn Yên Phong, tại thị trấn Chờ, Nguyễn Yên Phong. Đây là một ông bố trẻ đang chờ đón con. Đường phố khá là sầm uất và tấp nập, rất nhiều phương tiện tham gia giao thông. Đây là hai ông đi đón cháu, còn cháu học về. Rồi ra thì các cụ giúp đỡ con cháu đưa đón đi học, đảm bảo an toàn giao thông, đỡ việc cho bố mẹ yên tâm làm ăn. Bên kia đường thì có một cửa hàng tham một xe đồ chơi di động bán phục vụ các bé, có thể được bố mẹ mua cho những đồ chơi sau khi được trường, có những thành tích gì đó thì có thể sẽ được bố mẹ mua tặng mua cái đồ chơi. Đi cá vó, bạn khác một cái xà vó, cái dọn vó, xe đạp phía sau chở cái thùng. Vừa rồi là một vài hình ảnh về cuộc sống đời thường, người dân Yên Phong, cảnh các em học sinh sau giờ tan học được bố mẹ đưa đón về nhà. Xin chào video đã theo dõi video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.